trong chiều mưa. Tìm về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây. Phố cũ vẫn còn đây. Hôm xưa vắng em chờ anh. Đưa em về nơi giá băng. Nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ nay mất nhau. Trên bên trong theo mình gái. Em hôm nay đi về nơi rất xa. Anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa, sao mưa rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời. Đi cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa, sao mưa rơi mãi không thôi. Quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À, rất là tự tin, chắc chắn là đã có một cái tên. Cười. Anh sao bữa nay cái mỏ anh nhọn quá vậy? Sao dùng hoa em bị gì vậy? Em có biết là ai đâu. Đi ông mặt cái kia cũng sao biết. Nhưng mà người này mồm nhọn lắm anh. Và khá là cao đấy. Đi cao cỡ mét 9 nha. Ca sĩ Việt Nam có ai cao mét 9 đâu. Gần mét 9, cũng phải mét 7, 8 á. Xin mời nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ. Không mở. Sao em lặng quá vậy Phong? À, Lý, bây giờ em đang mở phân vân. Mở giờ, mở giờ. Trời ơi. Thiệt khổ ghê. Anh Giang mở tới không? Anh cao. Anh Giang chắc không tới đâu, để em đi. Để em đi lấy cái ghế, lấy ghế cho anh Giang. Mấy đứa. Rồi. Và đây là... Và đây là... Chúng ta chờ đợi, nhân vật bí ẩn này là ai? Chưa luôn hả? Wow! Chào anh hai nhá! Bên trong chiều mưa. Anh hai hôm nay đẹp trai quá. Rõ như ban ngày rồi còn gì nữa. Trời ơi. Khoa, em có thể gợi ý anh xíu được anh Khoa? Nhuộm tóc. Nhuộm tóc. Ờ, ca sĩ thì như 80% nhuộm tóc rồi. Ờ, cầm mic bằng tay phải. Cầm mic bằng tay phải. Em nói chuyện quầy vốn á. Thì em đang cứ giúp anh mà. Cầm mic bằng tay phải ạ. À, đeo nhẫn ở ngón giữa. Có một chiếc vòng ở cổ tay. Mặc một chiếc áo vest. Đây không phải là thông tin tìm thẻ lạc. Vâng. Hôm nay anh đến với chương trình. Em là một thí sinh may mắn nhất trong những thí sinh. Lúc đầu chương trình báo là anh phải hát, phải giả cái giọng sao cho nó khác với cái giọng của mình. Nhưng mà anh không làm được. Sao làm được? Sao anh làm được? Giọng của anh quá đặc trưng, chỉ có người ta bắt chước giọng của anh thôi. Thôi nể tình anh em mình chung đội banh với nhau. Em gợi ý thêm cho anh một chút là đây là một gương mặt mà từ cái hồi mà em còn chưa nổi tiếng thì anh ấy đã rất là nổi tiếng rồi. Và các bầu show đặt anh với một cái mệnh danh là vua phòng vé rồi. Em nói chuyện cũng hơi quầy giống. Đó. Không phải anh trưởng, anh biết rồi. Thật sự nãy giờ em cũng muốn, em cũng muốn đánh lạc hướng lắm á. Nhưng mà bây giờ mình đánh làm gì? Bởi vì anh ấy biết rồi. Biết rồi. Chắc chắn luôn rồi. Nãy anh ấy có hát một câu là anh trưởng cười toe toét luôn rồi. Làm chân khác. Khán giả vỗ tay là đúng rồi. Em tự tin quá. Tại sao nghĩ đây là lên chiếc khăn? Một số thông tin của chương trình đưa ra là mấy trăm bài hát. Rồi lượt follow 4 triệu trên kênh YouTube nè. Rồi. Rồi người này rất là cao, cao mấy chín luôn. Rồi có đeo xe lách nữa. Khoa nói nè. Cái đó là những cái gợi ý mà trưởng biết. Thì ngay lúc đầu Phạm trưởng đã nhận ngay từ giọng hát rồi. Mà Phạm trưởng làm bộ im thử để cho mọi người nói làm sao. Có gian dối mình nhiều hay không?
Nhưng mà thấy ra Khoa cũng hơi thiệt lòng rồi, Phong cũng hơi thiệt lòng. Nói chung là ba đứa em trên đó cũng có tấm lòng tốt với lại trưởng. Hôm nay em dám cá cược với anh luôn. Sao vậy? Nếu như mà em mà thua tất cả các trận banh tiếp theo, em mời anh uống nước, em mời anh đi ăn. Free 2 năm luôn. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Em gan to lắm nha. Và em cũng cá với anh luôn. Gì nữa? Nếu như em thua, em tài trợ mắm tôm cho anh suốt đời. Em tài trợ mắm tôm cho anh suốt đời. Lúc nào cần mắm tôm em ship tới, từ giờ tới suốt đời luôn. Ủa sao có mắm tôm không vậy? Phải có bún đậu nó mắc chị ơi. Mắm tôm nó cả đời mà. Ăn là nhọn nữa đó. Mấy mắm tôm nó mặn ăn lâu. Không, anh lấy lại xong anh bán lại cho em nha. Anh chơi, kiểu lời thế. Mắm tôm anh ăn sau được. Vậy là phụ nữ chắc chắn đây là Lâm Trấn Khang. Nói chung là em đã suy nghĩ ra là anh Lâm Trấn Khang, nhưng mà anh phải chắc chắn 100% mới được. Anh Khang ơi, ông này là nói một chữ là ông không trả lời. Anh Lâm Trấn Khang ơi. Em gọi ai vậy? À, cho em hỏi là anh có thích độ xe không? Anh không thích độ xe. Bây giờ em sẽ chốt anh một câu, không là mất thời gian của anh nữa. Với cái sự nổi tiếng mà mọi người đã nói anh như vậy thì anh có lẽ là bận rất nhiều show để tranh thủ quay sớm anh về, anh còn chơi show nữa. Cho nên anh rảnh, anh rảnh. Anh rảnh hả? Rảnh. Anh Khang có hỏi về em không? Em có vợ chưa? Em có vợ rồi. Vậy hả? Dạ. Đón đi. Đón đi hả? Đón chắc Lâm Trấn Khang chưa? Anh trưởng ơi, anh tin em không? Sao vậy? Em nói không phải. Không phải hả? Anh cho em thêm một thông tin nè. Anh là tuổi thơ của thế hệ 8X. Đúng rồi. Anh nói thật, anh mà có nói dối á, cho em không cao lên được mét nào. 8X là thế hệ mấy anh em mình đó. Thì đúng rồi. Mấy anh em mình đó. Lớn lắm rồi đó. Thời đó ảnh hay đi hát mấy cái sân khấu ở dưới quê, dưới tỉnh nhiều lắm. Anh Lâm Trường, Đan Trường, anh Lý Hải đó, rồi nè. Em nói đó. Với anh như ngày xưa mà em mà gặp được ông là về mất ngủ mấy ngày luôn á. Thiệt đó. Và hôm nay em mà không đón được ra anh em mình không nhìn mặt nhau nữa. Chương trình ca nhạc nào có Phạm Trưởng, không có tôi. Không có tôi. Trời ơi. Trời ơi. Cái câu này nghe quen lắm luôn nè. 100% là Lâm Trấn Khang. Như Châu Khải Phong nói, nếu em đoán đúng, anh chịu một chầu đá banh và một chầu ăn đêm với em. Nhớ giữ lời nha anh Khang. Nhưng mà chưa chắc. Thì anh cũng vậy, anh đâu nghĩ là anh Khang chơi với anh đâu. Hồi chiều ông còn nhắn tin nữa, hôm nay anh em rảnh không? Em bận quay rồi, không có gặp được cà phê, cà pháo được. Mà quay mấy giờ xong, ra lệ anh chờ, còn nói vậy nữa, còn đánh lạc hướng anh nữa. Nhưng mà khi cất giọng hát lên, với lại một số gợi ý của mọi người là anh biết chắc chắn 100% là ngay từ đầu rồi. 100%. 100%. Hãy chuẩn bị cà phê, nước uống và mắm tôm đi ạ. Yeah. Bây giờ là phần âm nhạc của bạn, xin mời. Bước trong chiều mưa đi về, bước chân lẻ loi hôm cũ vẫn còn đây, hồ xưa vắng em chờ anh đưa người về nơi xa bên, nước mắt em chung lệ tôi. Bờ vỡ giữa dòng người qua, vỡ tay đón nhau trên bờ vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi.
giá bán. Nước mắt em chung lệ tôi, biết rằng từ nay mất nhau trên bên trong theo mình ai. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À, như vậy là Phạm Trưởng đoán chính xác. Lâm Trấn Trang. Khoa, thấy người ta hát chưa? Em tạo điểm nhấn cho chương trình, em thử nghe anh Phong mà. À, chứ thật sự là hát khác đúng không? Dạ vâng. Nào hát thử câu coi. Đưa người về nơi xa. Ta tiếp tục chương trình đi. Tiếp tục chương trình đi, mất thời gian quá. Trưởng nghe một hai câu là biết liền rồi, thì có nói cỡ nào thì Trưởng vẫn đoán là Lâm Trấn Khang. Phải nói là cố gắng giả cái giọng lắm, nhưng mà hai anh em chơi nhau thân thiết quá trời quá đất rồi, gần mười mấy hai chục năm rồi. Một ngày á nha, Lâm Trấn Khang á nói chuyện với Trưởng còn nhiều hơn cả vợ mình nữa. Bởi vậy hợp mà. Không, em chào anh Khang ạ. À, chào. Dạ. Em trời ơi. Trời ơi sao quý vậy, em sao rớt được anh. Cả đẹp em. Ui rồi ôi. Chào lần tí. Ủa vậy hả? Ồ ngộ khôn. Trời ơi. Tăng. Bây giờ Phạm Trưởng và Lâm Trấn Khang sẽ vào ghế ngồi. Mời hai bạn lên đây để chịu hình phạt của chương trình. Bung nút áo ra, khẩy phạch phạch phạch. Sẵn sàng chưa? Music. Bung áo ra, bung áo ra. Thưa quý vị, nếu biết trước là khủng khiếp như vậy thì đã không phạt. Những động tác uốn éo thừa thải và vô. Dạ, nhạc nào mình nhảy đấy mà dán em nhiều quá em không dụng được.